Xin chào bạn, cách đây 2 tuần thì mình có trên tay cho các bạn cái túi Tech Pouch đến từ Peak Design, chuyên để đựng những cái món phụ kiện công nghệ nhỏ nhỏ như là dây cáp sạc, thẻ nhớ, pin dự phòng v.v. giúp bảo quản đồ, các món đồ công nghệ của anh em tốt hơn. Và hôm nay mình sẽ trên tay tiếp cho anh em một sản phẩm cũng đến từ Peak Design, cũng nằm trong phân khúc dành cho du lịch, có cái kiểu dáng và ngôn ngữ thiết kế gần giống với lại Tech Pouch nhưng công năng hoàn toàn khác. Tên của nó là Wax Pouch, chuyên để đựng những cái món đồ, những cái phụ kiện liên quan đến vệ sinh cá nhân, giúp anh em có thể sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn và khó bỏ sót đồ hơn. Điều đầu tiên khi nói đến cái túi Wax Pouch này, đó là nó mang trên mình cái ngôn ngữ thiết kế gần đây của Peak Design, đó là nó rất là sạch, rất là trơn tru, không có nhiều chi tiết thừa bên ngoài. Màu sắc của tất cả các vật liệu như là vải may, đường chỉ, tay cầm đều rất là đồng nhất. Phiên bản mình đang có trên tay là phiên bản màu đen toàn bộ, không có một chi tiết lẫn nào màu khác cả. Tiếp theo đó là cái vật liệu mà may nên cái túi này, cũng giống như trên Tech Pouch thì Peak Design đã sử dụng loại vải nylon 200D. Loại vải này nó rất là bền so với các loại vải khác mà may cái dòng túi vệ sinh. Đặc biệt nó có khả năng là chống nước, kết hợp với cái việc mà các cái đường dây kéo của túi đều được hoàn thiện là mép liền lạc chống nước, cho nên là nếu như anh em nào có để cái túi này trong ba lô và ba lô anh em không chống nước đi mưa thì đồ đạc trong này vẫn được an toàn và khô ráo. Bây giờ mình sẽ đi đến từng chi tiết kỹ thuật, những cái tính năng của túi này để cho anh em rõ. Giống như là tất cả các túi vệ sinh khác, cái Wax Pouch này đặc biệt trưng để nhận diện nó đối với những túi phụ kiện khác, đó là nó có cái móc treo. Và cái cách mà Peak Design làm móc treo rất là hay. Bình thường là họ giấu nó đi ở trong cái ngăn này đó. Bình thường anh em sẽ không thấy, rất là sạch sẽ luôn đó. Nhưng mà khi mà cần thì anh em sẽ móc nó ra và xoay nó như thế này. Thì cái móc này làm bằng kim loại rất là xịn luôn, mình sờ vào rất là chắc chắn đó. Và có in logo của Peak Design. Anh em sẽ móc nó lên những cái máng cài quần áo ở trong nhà tắm, hoặc là cái đinh, hoặc là bất kỳ vị trí nào anh em tìm thấy được để anh em móc và anh em sử dụng cái túi đó. Khi không dùng thì lại cất nó đi. Mình rất là thích cái chi tiết này. Bên trên của túi Tech Pouch này thì nó một cái quai cầm giúp cho anh em dễ dàng cầm nắm và lôi nó ra khỏi ba lô, cũng như là cầm nó đi tắm đó, rất là tiện. Rồi Peak Design thì nó chỉ có hai cái khóa kéo, một khóa kéo là cái ngăn chính và một cái khóa kéo là của ngăn phụ. Ngăn phụ ngoài này Peak Design nói rằng là họ thiết kế để cho anh em có thể đựng những cái món đồ mà nó sắc bén, như là những con dao nhỏ, những cái tool nhỏ, của những cái bộ dụng cụ đa năng nhỏ, hoặc là dao cạo râu, máy cạo râu của anh em thì anh em để riêng ngoài này, để tránh cái việc là cái lưỡi mà sắc của nó sẽ làm tổn thương các món đồ khác của anh em. Như mình là mình để cái bộ dụng cụ đa năng vào đây đó, rất là yên tâm, và khóa lại thôi. Ok, bây giờ đi đến cái bên trong của nó là cái chính của chúng ta. Thì điều đầu tiên trước khi mình mở nó ra, mình sẽ nói với anh em là Peak Design họ đã thiết kế cái túi Wax Pouch này làm sao để cho khi mà anh em mở ra là nó có thể tự nó đứng được ở trên bàn đó, nên sẽ không có đổ về bên này đổ bên kia, nó sẽ đứng như thế này, nó sẽ xòe ra đó, và anh em sẽ quan sát được hết tất cả những cái đồ bên trong và anh em thao tác một cách dễ dàng. Đây là chi tiết rất là hay. Bên trong của cái túi Wax Pouch thì nó chia làm 3 phần chính, hai ngăn lớn ở hai bên và cái vách ngăn ở giữa sẽ có những cái ngăn phụ ở trên cái vách ngăn này. Đầu tiên mình sẽ nói đến cái vách ngăn ở giữa, thì bên trên cái vách ngăn ở giữa này chính là cái chỗ để anh em đựng bàn chải ra đó. Như em thấy là Peak Design thiết kế có hai cái cục nam châm ở đây, cái ngăn này nó nông thôi và có hai cục nam châm nó tự hít lại để nó giữ cái bàn chải anh em lúc nào cũng nằm ở đây, và anh em sẽ lấy ra truy xuất rất là dễ dàng. Và cái bàn chải là cái mà tiếp xúc với răng miệng, cho nên nó nằm trên cùng, nó rất là vệ sinh, nó không có tiếp xúc với những cái đồ đạc mà dơ khác ở bên trong. Cái ngăn này nó đủ to để cho anh em đựng được cả bàn chải điện. Và một điều rất là đặc biệt đó là ở góc của cái ngăn này nó sẽ có hai cái tay cầm giúp cho anh em có thể cầm nắm và lôi cái túi này ra. Mục đích là lôi ra, dễ dàng lôi ra để anh em phủ bụi và anh em vệ sinh trong trường hợp mà cái ngăn này nó bị dơ, sau đó anh em nhét lại thôi, rất là dễ dàng đó. Cái yếu tố rất là quan trọng đó là chúng ta phải vệ sinh được chính cái túi vệ sinh của chúng ta. Ok, bây giờ mình nói tiếp đến hai bên của hai cái vách ngăn ở giữa. Thì bên trái này nó có hai cái vách nhỏ may bằng cái loại lớp lưới chống nước đó, thì mình để cái nước rửa tay của mình đó, những cái thuốc phòng tránh mình rất là hay dùng đó. Còn bên tay trái này thì là một cái ngăn khác có khóa kéo. Cái ngăn này đó là để người dùng đựng những cái đồ mà nó có liên quan đến thủy tinh, mà cần cái độ
bảo quản tốt hơn thì mình thường là dùng ngăn này để đựng những cái chai nước hoa mini trong những chuyến đi của mình, và mình sẽ yên tâm hơn là để ở ngoài nó sọc sạch thì nó sẽ dễ bị va đập đó. Còn cái ngăn chính bên phía tay phải là một cái ngăn rất là bự. Ngăn này thì là có cái không gian rất là rộng rãi và thoải mái, và anh em có thể đựng bất cứ thứ gì anh em muốn. Vì mình là con trai nên mình ít đồ, chứ mình nghĩ là các bạn nữ thì sẽ tận dụng được cái ngăn này rất là hữu ích luôn. Thì ngăn này thường mình sẽ đựng khăn giấy ướt, khăn giấy khô và một cái chăn giữ nhiệt trong trường hợp mà bị mất thân nhiệt. Còn tiếp tục đến với cái ngăn bên trái bự này á, thì may sát phía thành vách bên tay trái là ba cái ngăn nhỏ, cũng là những cái dùng vật liệu là những cái túi lưới, thì mình hay đựng đó là cái dầu gội đầu đó, sữa tắm đó, mình dắt bên thành, và kem đánh răng đó. Mình thì rất là thích những cái kem đánh răng nhiều mùi đó, cho nên là mình mang rất là nhiều những cái tip nhỏ nhỏ vậy đó để chọn lựa. Và cuối cùng là cái lăn khử mùi đó. Đây là những cái dụng cụ mà thực tế mình mang trong những cái chuyến đi đó, chạy bộ hay là du lịch ngắn ngày của mình, thì mình đều mang những thứ này hết, và tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ở trong này. Ok, tổng kết lại thì cái túi Wasp House đến từ Big Design này, nó có một cái thiết kế đẹp nè, nó chống nước, làm từ vật liệu rất là bền, rồi nó có những cái móc khóa rất là tiện dụng để anh em treo lên và sử dụng. Nó có một thiết kế thông minh, có thể mở ra đứng được, đó, mở ra tự đứng và có thể treo lên để sử dụng. Cái cách mà nó sắp xếp ngăn rất là thông minh, vật liệu ở bên trong cũng rất là xịn, cũng như là những cái chi tiết là có làm những cái đầu kéo để anh em lôi những cái túi ra ngoài anh em vệ sinh. Nhược điểm duy nhất của nó mà mình thấy đó là cái giá bán của cái túi này lên đến 60 đô thì khá là đắt cho một dòng túi vệ sinh. Những túi vệ sinh bình thường thì nó chỉ dao động đâu đó khoảng 400-500 ngàn mà thôi. Tuy nhiên, mang thương hiệu Vic Design và có chế tác cao cấp như thế này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ xứng đáng. Và nếu anh em nào đang sử dụng những ba lô khác của Vic Design thì vẫn nên cân nhắc. Đây là một phụ kiện thực sự là rất là đáng giá. Xin cảm ơn các bạn. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.